Tỉnh nguyện ngày 19 tháng 11. Hãy để ta quyết định kết quả. Hãy theo ta đến bất kỳ nơi đâu, đừng lo về điều gì sẽ xảy ra. Hãy coi đời mình như một cuộc mạo hiểm với ta là người dẫn đường và bạn đồng hành là con. Hãy sống trong hiện tại và tập trung vào việc bước đi cùng ta. Khi con đường của chúng ta đến một vách đá, hãy sẵn sàng leo lên với sự giúp đỡ của ta. Khi đến chỗ nghỉ, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và nhận sức mới trong sự hiện diện của ta. Hãy tận hưởng nhịp điệu của cuộc đời theo ta. Con đã biết cái đích cuối cùng trong hành trình của con, thiên đàng. Vì vậy, hãy tập trung vào con đường ngay trước mặt con và để ta quyết định kết quả của mọi sự. Trong Thi Thiên 27 từ câu 13 đến câu 14 có chép rằng: Con tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy mạnh mẽ và can đảm. Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 15 câu số 13 cũng có chép rằng: Ngài lấy tình yêu thương dìu dắt dân mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng quyền năng đưa họ về nơi ngự thánh của Ngài. Nguyện xin mỗi một con dân Chúa đều tận hưởng được sự bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn.